Một buổi sáng tràn đầy năng lượng, Minh Phụ Music hân hoan bắt đầu hành trình từ showroom Điện Biên Phủ, mang theo chiếc đàn piano Kidman B25 tuyệt đẹp tận nhà khách hàng tại quận 11. Không khí tràn ngập sự háo hức và vui vẻ khi chiếc đàn piano này chuẩn bị bắt đầu một hành trình âm nhạc mới đầy thú vị cho khách hàng ngày hôm nay. Bây giờ các bạn hãy lên đường cùng với mình nhé. Đàn và thùng phụ kiện rất nhẹ nên tụi mình tranh thủ đưa lên nhà cho khách. Các bộ phận của chân đàn U-Stand anh em đã rất quen thuộc rồi ha, nên mình sẽ mang ra ngoài và lắp ráp luôn, cũng chỉ với 3 bước thôi. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế, tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân, sau cùng là đưa chân đàn vào đúng vị trí theo yêu cầu của khách hàng. Và cẩn thận khui thùng, tháo lớp bảo vệ, đưa nhân vật chính piano điện Kidman B25 đặt lên chân. Các bạn hãy chú ý ở hai miếng xốp nhé. Lần lượt nhân viên sẽ lấy pedal và nguồn ra để gắn vào đàn. Phụ kiện còn có sách hướng dẫn, khăn lau đàn chuyên dụng thấm hút tốt, giá nhạc khổ lớn để đặt sách hoặc iPad, sticker chức năng cơ bản dành cho người chơi. Mẹ của em nói với Tim rằng tối hôm qua sau khi tan học, mẹ chở bé qua cửa hàng để xem đàn. Em đã xem rất nhiều video anh Đạt biểu diễn trên chiếc đàn Kidman B25 này nên em đã chọn B25. Bé cũng rất thích vì đàn có thiết kế gọn nhẹ, đẹp và rất tiện lợi để mang đi học sau này. Tính năng Bluetooth audio và MIDI cũng khiến em thích mê, vừa có thể nghe nhạc vừa tập đàn thật là tiện lợi. Qua đôi lời của mẹ và em, các bạn còn chần chờ gì, tìm hiểu ngay B25 thôi nào. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn LED ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, tempo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao hôm nay đã thành công rồi anh em ơi.